Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về chuyện cổ tích Việt Nam, đó là chuyện Du Lan Chất Nữ. Vào một ngày rất xưa, trong khu rừng sông có một cái giếng nước trong mát, không bao giờ cạn, gọi là giếng tiên. Vì giếng ở cách xa dân làng, người trần không mấy ai qua lại, nên các nàng tiên trên trời thường dùng chỗ ấy làm nơi tụ hội. Ở đấy họ thỉnh thoảng đến lấy nước, hoặc có khi trút bỏ bọt cánh, xuống bơi lội đùa giỡn cho thỏa thích. Cũng ngày ấy, ở cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ nhưng sống một thân một mình. Một hôm, anh lên rừng đúng tuổi, không ngờ quá chân, lạc bước tiến mãi vào khu rừng sâu. Trong khi tìm lối ra, anh bỗng đi qua cái giếng tiên. Lúc ấy, có ba nàng tiên đang bơi lội cười đùa trong làn nước. Anh chàng lặng lẽ đứng nhìn mê mẩn quên cả về. Thấy có ba bọt cánh trắng xóa để lại trên bờ cỏ xanh, anh tính chuyện rình bắt một cô theo mình. Nghĩ vậy, anh rón rén bò lại lấy trộm một bộ, rồi nấp vào một gốc cây. Sau khi tắm xong, ba nàng tiên thông thả lội lên bờ. Hai nàng được cánh của mình bay vụt lên trời, còn một nàng mất cánh ngơ ngác tìm rồi khắp nơi. Thấy vậy, anh chàng từ chỗ nấp bước ra, nàng tiên cầu khẩn: "Hỡi chàng trai lạ, chàng hãy vui lòng trả lại cánh cho ta để ta về." "Không được," chàng trai tươi cười trả lời, "bọn cánh ta đã lấy thì không trả lại đâu. Nàng hãy theo ta về nhà làm vợ, ta sẽ làm cho nàng sung sướng." Mặc dầu nàng tiên van khóc hết lời, chàng trai nhất định không chịu trả. Trời đã xế chiều, chàng trai làm bộ cương quyết la về. Đúng thế, nàng đành phải đi theo. Về tới nhà, trước tiên anh bí mật giấu kỹ bộ cánh rồi sửa soạn cơm nước, áo quần, tranh chiếu cho nàng tiên dùng. Từ đó, nàng tiên trở thành vợ anh. Lấy nhau không được bao lâu, vợ chàng sinh được một đứa con trai, thấm thoát đã 3 tuổi. Chàng sung sướng nhìn con bập bẹ tập nói, còn vợ thì đã bớt nhắc đến chuyện đòi lại bọt cánh để trở về cõi trời. Một hôm, anh chàng có chuyện phải đi xa một thời gian. Trước khi lên đường, anh dặn vợ: "Mẹ con ở nhà, có ăn thì ăn đụng lúa vang, rồi sang đụng lúa lé, chớ nên đụng lúa lẹ, có tổ ông vò vẽ, đốt cả mẹ lẫn con." Nhưng vợ ở nhà không làm theo đúng lời dặn của chồng. Sau khi ăn hết đụng lúa vang, nàng tiên chuyển sang đụng lúa lẹ, không thấy có tổ ông vò vẽ nào cả đốt cả. Nàng bèn sinh nghi. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm, nàng đã thấy bộ cánh cũ được giấu kín dưới gốc thấp. Được cánh, nàng tiên nóng lòng về thăm bố mẹ, chị em đã từ lâu xa cách. Nhưng khi lắp cánh vào thì thấy ngờ ngợ, đã lâu lắm không bay. Nàng cảm thấy vụng về khi cất cánh. Từ đó, hàng ngày, nàng tiên phải dở cánh ra rồi luyện tập. Mỗi lần thấy mẹ bay bổng, đứa con ngây thơ cười nấc nẻ. Thấy con cười, mẹ mắng: "Cười sặc sụa có khi trẹo cổ, cười ha hả có khi rã xương." Chẳng bao lâu, thói quen đã trở lại. Nhưng vì thương con, nàng tiên vẫn nấn ná chưa chịu về. Nhưng rồi nàng lại quyết định ra đi. Một buổi chiều, nàng làm một mẻ rất nhiều bánh. Sáng hôm sau, nàng đưa con vào buồng dặn: "Con ở nhà lấy bánh mà ăn, đừng có đòi mẹ, đừng có đòi mẹ nhé." Sau đó nàng gài lên áo con một cái lược rồi dặn: "Con nhớ giữ lấy lược cho cha nha." Dặn con xong,
Nàng phiêu vào cánh bay bổng lên không trung. Người chồng trở về thấy mất vợ, lại thấy được vợ gài vào áo con thì đón ra nông nổi. Từ đấy, hai cha con cung cúc ở với nhau. Lòng anh buồn rười rượi, thằng bé vắng mẹ kêu khóc đêm ngày. Một hôm, chàng lại bế con lên giếng tiên tìm mẹ. Chàng vẫn nhớ con đường đi ngày nọ xuyên qua mấy khu rừng sâu. Nhưng lần này cây cỏ lậm rì che kín mít hết lối. Cuối cùng chàng cũng lần được lá chống tủ. Lập tức chàng đưa con đến nấp bên bờ giếng, hy vọng sẽ được gặp lại vợ ở đây. Chờ mãi đến trưa hôm sau, cha con mới thấy được một bà già từ trên trời cách thùng xuống múc nước. Từ chỗ đắp bước ra, chàng trai nắm lấy bà cụ cầu khẩn: "Hỏi bà tiên, bà hãy thương tôi, giúp cho tôi một việc." "Việc gì?" bà tiên hỏi. "Tôi là chồng nàng tiên 3 năm trước đây xuống tắm chốn này. Nàng đã là vợ tôi và là mẹ của thằng bé này. Thế mà nàng vội đột ngột bỏ về trời không một lời để lại. Vậy bà làm ơn giúp cha con chúng tôi với. Nhắn cho vợ tôi xuống đây gặp chồng, gặp con một lần. Đây là chiếc lược của vợ tôi để lại làm dấu tích. Bà cứ cầm về, vợ tôi xác biết ngay." "Ta biết rồi." Nàng tiên đó là ả chức. Chức hàng ngày giặt vải nhưng vẫn nhớ chồng con. Được ta hứa sẽ đưa giúp. Hai cha con lại cất công ngồi chờ cho đến tận chiều hôm sau mới thấy hai người trên cõi trời xuống. Họ đem theo một thứ dây để đưa cha con lên trời và dặn cha con phải nhắm mắt và hết sức giữ im lặng. Vào khoảng canh khuya, hai cha con đã bước vào cõi trời và khi có lệnh mở mắt, họ đã yên vị trong nhà ả chức. Vợ chồng, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhưng chỉ được 2 ngày sau, hai cha con lại phải rời thượng giới. Lệnh cấm của Ngọc Hoàng rất nghiêm. Bất cứ người trần nào dám ở lâu trên trần tiên đều bị coi như kẻ địch. Người nào chứa chấp cũng bị tội nặng. Ả chức tuy thương chồng con vô hạn nhưng không thể xuống sống ở cõi trần, đành phải chia tay. Ngày hôm sau, xuống được nửa đường thì trời đã trưa. Thằng bé khóc vì đói. Chàng bèn dừng lại, dở mo cơm lên mặt trống cho con ăn. Thằng bé bốc cơm ăn làm vương vãi lên mặt trống. Một đàn quạ thấy vậy bèn xà xuống mổ lấy mổ để. Ở trên kia, ả chức nghe có tiếng trống, tưởng là cha con đã xuống đất, bèn cứ việc cắt dây. Dây đứt, cha con rơi xuống biển cả. Thấy việc không ngờ lại xảy ra như thế, đàn quạ biết là lỗi do mình gây ra, bèn bay lên trời kêu ván cả lên. Thế là việc phạm lệnh cấm của ả chức lọt đến tai Ngọc Hoàng. Sau khi biết lộ tình cảnh của họ, Ngọc Hoàng lấy làm thương hại, bèn hạ lệnh cho cha con lên trời, giao cho chàng công việc chân trâu. Sau này, người ta gọi anh là chàng ngưu hay chàng ngâu. Hàng ngày, chàng ngưu thả trâu của nhà trời ăn cỏ, nhưng chỉ được phép thả trâu và cư trú bên kia sông Ngân. Ả chức vẫn ngày ngày dệt vải. Mỗi năm Ngọc Hoàng chỉ cho hai vợ chồng gặp nhau có một lần vào ngày mùng 7 tháng 7. Đàn quạ có lỗi thì ngày hôm ấy phải đội đá bắt cầu cho hai vợ chồng qua lại. Từ đấy, cứ đến ngày mùng 7 tháng 7, trời rỉ rả mưa phùn, người ta gọi là mưa ngâu, cho rằng đó là những giọt nước mắt của hai vợ chồng được gặp nhau trong một ngày, rồi lại ly biệt cho đến năm sau. Giống nồi quạ cho đến nay, vào ngày ấy thường bị xối đầu. Người ta cho là vì phải làm phận sự đội đá bắt cầu nên mới như thế.
Trên đây mình cùng các bạn tìm hiểu chuyện cổ tích Việt Nam Ngưu Lang Chức Nữ. Các bạn thấy hay, thích thú hãy đăng ký ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở các bạn vào những lần sau nhé. Xin chào tạm biệt nhé.